Hi, chào các bạn, là Game Hay Thế Giới đây. Như tựa đề thì hôm nay tôi sẽ làm một con sói tiết và đi thu thập tất cả các skin của loài sói tiết trong thế giới cổ đại. Nhưng mà có điều chúng ta không biết được những skin đó có hình dạng như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu ngay lập tức. Được rồi mọi người, nhìn kia, phía sau lưng của tôi xuất hiện một bầy sói. Nhưng kích thước của bọn chúng nhỏ và hơi khác tôi một chút. Không biết bọn chúng có quen biết tôi hay không? Để tôi tiến lại gần, hỏi thử bọn chúng biết về những bộ skin mà tôi cần phải đi tìm ở chỗ nào. Ồ, thủ lĩnh, sao ngài lại hỏi tôi mấy chuyện đó? Tôi không biết gì đâu, tôi chỉ biết ăn ngủ vậy thôi à. Hả? Ai? Nhưng qua, hình như tôi là thủ lĩnh của bọn chúng thì phải. Được rồi, để tôi đi hỏi con sói khác. Này, này. Gì vậy thủ lĩnh? Ồ, thiếu sói cái quá, ngài định cua tôi à? Tôi là sói đực mà, tôi không có bị BD đâu, chỉ có bạn trai tôi bị thôi. Oh my god! Wow! Chết tiệt! Cái lũ sói khốn kiếp ở đây! Các ngươi bị gì vậy? Ta chỉ muốn hỏi làm sao để thu thập những skin cần thiết thôi mà! Ê! Sói thủ lĩnh! Hãy lại đây! Lũ thành viên đó không biết về những bộ lông sói thần bí đó đâu! Hả? Ngươi là ai? Ngươi biết về những bộ skin đó à? Nhưng sao nhìn ngươi giống như là một con sói chuỗi lông vậy? Tôi là sói trưởng lão! Vì quá già nên lông nó rụng hết. Đúng vậy, tôi biết những bộ lông thần thoại mà do tổ tiên loài sói chúng ta đã để lại. Bây giờ tôi mong muốn ngài hãy nhanh chóng đi thu thập bọn chúng, vì chỉ có những bộ lông sói mạnh mẽ đó mới giúp loài của chúng ta thoát khỏi kẻ thù, tranh giành thức ăn và lãnh thổ mà chúng ta đã bị mất đi. Cái gì? Loài sói tiết của chúng ta bị mất lãnh thổ, còn bị tranh giành thức ăn, thậm chí trở thành con mồi của loài khác à? Nhưng mà những bộ lông sói thần thoại đó bây giờ phải đi tìm ở đâu chứ? Lịch sử của loài sói tuyết chúng ta truyền lại rằng những bộ lông đó đã bị mất tích ở những vùng nóng nhất, lạnh nhất và độc nhất. Được rồi, trước khi cậu lên đường, tôi sẽ cho cậu một thứ này. Chính là một bộ lông thần thoại mà tôi đã cất giữ bấy lâu nay. Hả? Hả? Một bộ skin màu đen? Wow, bộ skin này giúp người của tôi to lớn gấp mấy lần. Hay lắm. Vậy chúng ta có bộ skin mạnh mẽ này, sợ gì kẻ thù chứ? Đây chỉ là một bộ lông tạm thời thôi, nó không phải là bộ lông mạnh nhất. Cậu cần phải thu thập tất cả đầy đủ các bộ lông thì mới giúp loài sói của chúng ta hưng thịnh trở lại được. Thôi được rồi, nhờ ông trông nom bầy loài của chúng ta, một mình tôi sẽ lên được, tiếp tục đi thu thập những bộ skin cực mạnh của loài sói tiết. Thưa các bạn, vậy là tôi cũng đã hiểu sơ sơ vì sao mà tôi phải cấp tốc đi thu thập những bộ skin mạnh mẽ của loài sói tiết rồi. Thế là tôi cũng nhanh chóng di chuyển lên đường. Tôi cũng không biết mình đi đâu nữa. Tôi chỉ nhớ rằng là phải tìm nơi độc nhất, nóng nhất và lạnh nhất mà thôi. Cứu chúng tôi với. Ồ, là loài cá sấu mà. Khốn kiếp, lũ cá sấu này ở đây khóc lóc. Chắc có lẽ là dùng nước mắt giả tạo để săn bắt con mồi đây. Chết tiệt, lũ khốn. Thấy ta đẹp trai chứ ta không có ngu đâu nha. Đừng có dụ ta. Hả? Mắc ối à? Nhưng mà không phải như vậy đâu. Chúng tôi khóc thiệt mà. Lãnh địa của chúng tôi bị một bầy nhện độc địa tới xâm chiếm. Bọn chúng đã giết rất nhiều anh em chúng tôi. Lại xuất hiện thêm một lũ khốn kiếp đi xâm chiếm địa bàn của sinh vật khác. Khoan, bọn chúng là lũ nhện độc. Vậy thì chắc chắn bọn chúng biết nơi nào là nơi độc nhất. Mấy con của ta ơi, mau chi ra đi. Gặp bất cứ sinh vật nào là giết, không cần phải sợ sệt bọn chúng. Chúng ta phải ăn nhiều thịt thì mới bồi dưỡng chất độc trong cơ thể chúng ta. Được rồi, tôi sẽ giết hết những đứa con của nó, ép nó phải khai ra chỗ độc nhất trên đời này. Này, có những cái chết tiệt, mau nói cho ta biết nơi nào là nơi độc nhất, nếu không ta sẽ giết sạch con của ngươi và lấy luôn mạng của ngươi. Kìa nào mày, hả? Là một con sói à? Chết đi! Sao ngươi dám giết con của ta? Ta sẽ đầu độc cho ngươi chết luôn. Còn những quái phụ khổng lồ này thật là cứng đầu. Được rồi, tôi sẽ cố gắng cắn xé cơ thể của nó để khiến cơ thể nó đau đớn. Em nó phải khai ra nơi độc nhất trên đời này là nơi nào. Độc nhất trên đời này chính là trong bụng của ta. Ngươi hãy chui vào trong đó đi. Hả? Chết tiệt! Con nhện quái phụ khổng lồ này còn định ăn thịt ta nữa à? Không dễ dàng như vậy đâu. Tôi liên tục chống lại nó và sự căm phẫn của tôi liền lập tức giết chết nó.
cắn xé và moi ruột nó ra. Thật không ngờ trong người của nó xuất hiện một cái skin thứ hai hay sao? Hay quá, hay quá. Vậy là đúng thật sự là trong bụng của nó là nơi độc nhất. Wow, wow. Bộ skin thứ hai này có màu xanh lá vô cùng đẹp mắt. Đã vậy còn khai mở ra một chiêu thức thứ hai nữa chứ. Quá đã, quá tuyệt vời. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục đến một nơi nóng nhất hoặc là một nơi lạnh nhất. Khoan, lạnh nhất là vùng Bắc Cực. Chắc có lẽ đó là quê hương của loài sói tuyết của tôi. Nhưng vì một lý do nào đó mà chúng tôi phải di chuyển qua vùng Nam nóng nảy này. Được rồi, vậy thì tôi sẽ quay về quê hương để xem chuyện gì đã xảy ra ở đó. Sẵn tìm một bộ skin mới luôn. Mau, mau chia ra, đi săn lùng loài sói tuyết đi. Coi còn sót con nào không, chúng ta đói quá. Chết tiệt thật, không lẽ lũ rồng ở đây chính là nguyên nhân đã đánh đuổi loài sói tuyết tôi phải di chuyển về hướng Nam. Vậy thì tôi phải báo thù bọn chúng mới được. Nhanh kìa, nhanh kìa, xuất hiện một con sói tuyết màu xanh lá cây khổng lồ đang giết hại đồng loại của chúng ta. Mau tập trung lại, giết chết nó. Vừa di chuyển ra vùng Bắc Cực này thì tôi nghe thấy những con rồng độc ác này đang cố gắng săn những đồng loại sói tuyết của tôi. Không thể nào cầm lòng được, tôi cũng đã nhảy bổ vào bọn chúng và sử dụng kỹ năng của bộ skin màu xanh lá này, dùng tuyết phóng ra và khiến lũ rồng ở đây chết như ngã rạ. Nhưng có điều gì đó không ổn. Lũ rồng ở đây vô cùng yếu ớt, chỉ cần một phát của tôi mà thôi, bọn chúng đã nằm xuống bất tỉnh nhân sự. Rõ ràng bọn chúng không thể nào là nguyên nhân có thể đánh đuổi được loài sói của tôi được. Loài sói của tôi mặc dù nhỏ và không thể nào bay, nhưng khả năng chiến đấu thì không bao giờ thua loài rồng này. Tôi chết tiệt kia, người dám giết chết anh em đồng loại của ta, ta sẽ báo chủ nhân của ta, báo thù, xé xác ngươi. Tôi hiểu rồi các bạn à, thì ra cái lũ rồng yếu ớt ở đây chỉ là cái bọn ăn hôi mà thôi. Bọn chúng còn có chủ nhân. Chủ nhân bọn chúng mới chính là kẻ gây ra tội đồ. Nhưng không biết chủ nhân bọn chúng là loài gì và bây giờ hắn đang ở đâu. Này, vua sói tuyết. Vua sói tuyết. Hả? Ai đó? Chết tiệt. Thứ gì to lớn đằng kia vậy? Trời đất ơi, một con quái vật khổng lồ. Không lẽ ngươi là chủ nhân của lũ rồng này? Cậu quên tôi rồi hay sao? Tôi là Tai Tành Băng, hàng xóm láng giềng của cậu đây. Cái gì chứ? Không phải người là kẻ thù đánh đuổi bọn ta ra khỏi lãnh thổ này à? Chết tiệt. Nhưng mà khoan, Ngươi gặp chuyện gì vậy? Tất cả là do quỷ nham thạch trên ngọn núi lửa đằng kia. Hắn mở rộng lãnh thổ của mình, làm cho vùng đất lạnh giá của chúng ta bị tăng nhiệt độ. Tôi đã đi tìm hắn, kết quả bị hắn đánh cho trọng thương. Sau đó hắn còn tạo ra rất nhiều thuộc hạ là lũ rồng đó, đánh đuổi muôn loài và kể cả loài sói tuyết của cậu đi nơi khác. Quỷ nham thạch à, chết tiệt. Nhưng người to lớn như thế này đánh không lại hắn thì bây giờ ta phải làm sao? Đúng rồi, trước đây tôi từng qua lại với tổ tiên của ngài. Bọn họ đã cho tôi một bộ lông kỳ lạ, tôi đã nuốt vào bụng của mình. Bây giờ cậu hãy xé xác bụng của tôi để lấy nó ra đi. Cái gì chứ? Đành phải như vậy thôi. Ta xin lỗi ngươi. Wow, đẹp quá đi. Là một bộ skin tiếp. Không biết bộ skin này còn khai mở cho mình chiêu thức gì mới nữa hay không. Hay quá. Tôi có thể phun ra một làn khói băng màu tím, quá đẹp luôn. Được rồi, nãy giờ cũng đã khai mở được 3 skill rồi, cộng với bộ skin tím này rất là ngầu. Tôi sẽ nhanh chóng di chuyển lên ngọn núi lửa đằng kia, kết thúc con quái vật quỷ nham thạch, trả thù cho Tai Tành Băng cộng với các đồng loại khác của tôi. Sau khoảng một tiếng đồng hồ di chuyển càng lên cao, nhưng nhiệt độ ở đây càng tăng, bởi vì trung tâm ngọn núi này chính là nham thạch đang phun trào. Đúng rồi ha. Trước đây trưởng lão loài sói tuyết của tôi từng nói nơi nóng nhất sẽ chứa đựng một bộ skin khác. Mẹ kiếp, kẻ nào lá mặt dám chui vào trong lãnh địa của ta. Nhìn kìa mọi người, là quỷ nham thạch hay sao? Trời đất ơi, sao thứ này to dữ vậy?
cơ thể của hắn bốc ra một làn khói đỏ. Nhiệt độ lúc này tăng lên rất nóng. Tôi cảm thấy khó chịu quá đi. Chết tiệt. Nhưng mà bây giờ không thể nào quay đầu được nữa. Bắt buộc tôi phải liều mạng giết chết nó. Hả? Thì ra là chúa tể sói tiết. Bọn ngươi không sợ chết hay sao mà dám vác mạng tới đây? Phải được, ta sẽ nướng ngươi thành thịt chó BBQ luôn. Nóng quá, nóng quá. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Dường như ở phía dưới ngay cái hậu môn của hắn có chứa đựng một cái thứ gì đó. Đúng rồi, là một cái skin. Mình sẽ tới đâu và lấy cái skin đó mới được. Dài mẹ kiếp, con sói tiết biến thái này, ngươi đang làm cái gì đó? Wow, hình như là một skin màu vàng các bạn à. Bây giờ tôi đã biến thành một sói tiết vàng vô cùng đẹp mắt rồi. Để coi có kỹ năng gì đặc biệt hay không. Một đám nham thạch tuyết từ trên trời rơi xuống. Hay lắm. Mẹ kiếp, thì ra đó là bộ lông của loài sói tiết các ngươi. Hèn chi trước đây ta từng ăn một con chúa tể sói tiết. Nó mang bộ lông đó khiến cho ta không thể nào tiêu hóa. Cảm ơn ngươi bây giờ đã thông cái mông của ta, nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta không cần ngươi phải tha thứ đâu. Ta sẽ sử dụng bộ skin lông vàng cùng với chiêu thức nham thạch tuyết rơi từ trên trời xuống đánh bại ngươi, cho ngươi biết thế nào là lễ độ và sức mạnh của loài sói tiết chúng ta. Cái gì chứ? Đúng là một con sói không biết tự lượng sức. Bao nhiêu chúa tể sói tiết đã bị ta đánh bại, bị ta xa xác. Bây giờ ngươi sẽ là đứa tiếp theo. Không hay rồi mọi người à. Thứ này mạnh quá, sức nóng của hắn tạo ra càng ngày càng cao. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ bị nướng chín trước khi giết hắn mất. Đúng rồi, cái hậu môn của hắn lúc nãy đã bị tôi cắn một phát, lôi cái skin của tôi ra ngoài. Khi cái hậu môn của hắn bị tổn thương, chắc chắn nơi đó sẽ là điểm yếu của hắn. Tôi sẽ dồn tất cả lực đánh vào đó. Hả? Mày đang làm cái quái quỷ vậy mày? Thành công rồi các bạn à. Cuối cùng tôi đã diệt được thứ xấu xa đó rồi. Cái skin này thực sự rất mạnh. Được rồi, bây giờ tôi đã thu thập đủ tất cả skin thần thoại của loài sói tuyết. Tôi sẽ nhanh chóng quay về bầy đàn của mình, hưng thịnh lại giống loài.